ta. Lặng không cho nổi sống. Bỏ đội lên đầu, tuôn đuổi chặt. Ba con vượt ra khỏi tầm súng của nó rồi. Sữa, thuốc nóng lạnh và một cái khăn cho nhà tôi. Dạ. Dạ, thương vợ thương con dữ ha. Quỷ cứ chọc anh ta hoài à. Vợ con không thương thương ai bây giờ. Của con. Cục cưng của ba nè. Ăn cơm đi mình, tụi nó khỏe hả? Khỏe. Ba. Ở chơi với má, ba đi dặm cơm nha. Áo của mình chắc hết rồi. Sao lo cho mình với con trước đã. Nè mình. Sữa em pha sẵn rồi đó nha mình. Thank you.
ba về. Chiếc xuồng nó bắn nát rồi mình. Mình với con đi thay quần áo đi, cho lạnh. Để anh lo cho. Nguyên có biết cái rốn là cái gì của con người không? Là trung tâm của con người. Đây là cái rốn của chiến trường. Chúng Nguyên nên nhớ, để bảo đảm sự chiến thắng của chúng ta ở vùng châu thổ Cửu Long này, chúng ta phải tạo ra ở đây một vùng trắng. Chúng ta phải triệt hạ những cái làng trù phú này. Những cái làng ở bên bờ kinh này là mạch máu của chiến trường từ miền Đông về miền Trung. Dân ở đây đã được đưa ra vùng tự do. Nhưng bây giờ theo hình ảnh này thì trên cái đồng hoang vẫn còn sự sống của một con người. Nè Minh, coi con nó dễ ghét không? Thôi nha, no rồi nha. Nè nè, ba bánh bún bò. Cắn nữa con, cắn nữa. Cắn nữa. Có kìa, đau con mình. Nè kìa con, đó kìa. Hồi nãy anh lo quá, dám có lộn mình. Bữa nay nó bắn nhiều nhưng nó bắn vô dơ thôi. Chắc tại nó phát hiện được chiếc xuồng của em chứ gì. Nó bắn mò. Chiều nay phải lên nhà. Một con người với chiếc xuồng này thì không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu ở đây có một con người thì ý chí của chúng ta thua. Phải giết cho kỳ được. Tốt nhất là phải bắt sống. Bắt sống để ta xem mặt mũi họ như thế nào. Có lúc tối nghĩ
Tôi không sao hiểu được tên này có thể sống trên cánh đồng hoang ngập nước như vậy được. Còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu được họ. À, trong lúc truy lùng, trung úy có nghe tiếng súng của họ không? Tuyệt nhiên không. Bắt đầu từ hôm nay tôi chỉ giao cho trung úy một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ duy nhất. Một chiếc trực thăng với tất cả vũ khí đã trang bị. Trung úy phải tiêu diệt cho bằng được sự sống này. Nghe nói trung úy vừa nhận được tin vỡ. Trung úy này lấy chiến công để làm quà cho bà vợ của Tổ quốc. Chúc trung úy gặp nhiều may mắn. Các đồng chí thân mến, giặc Mỹ đang tăng cường đánh ác liệt, quyết phá vỡ đường giao liên của chúng ta. Chúng quyết làm nhục ý chí của chúng ta. Nhưng chúng đã lầm rồi các đồng chí à. Vỏ quýt dài, có móng tay nhọn, phải không các đồng chí? Các đồng chí thân mến, chúng ta là những chiến sĩ đường dây, là những mạch máu có nhiệm vụ đưa máu từ con tim về nuôi khắp cơ thể. Dòng máu bị tắc là cơ thể bị bại liệt. Tôi xin thay mặt đảng ủy đường dây tuyên dương thành tích của các đồng chí vừa qua. Đặc biệt, đảng ủy khen ngợi chốt trạm do vợ chồng Ba Đô phụ trách. Cháu xin phát biểu về việc tăng cường người cho chốt trạm vợ chồng anh Ba. Như ban lãnh đạo đã đề ra, vì vợ chồng anh Ba có con mọn, nguyện vọng của cháu xin ban lãnh đạo được bố trí về đó. Vì dù sao, cháu là con gái, cũng thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ anh chị Ba. Tuy khó khăn thiệt, nhưng xin ban lãnh đạo cứ để chúng tôi tiếp tục công việc. Là dân Đồng Tháp, chúng tôi quen với công việc đồng nước hơn. Việc này tôi sẽ hội ý lại với ban lãnh đạo sau. Ban lãnh đạo tin tưởng các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chúng ta quyết xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ tịch. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Phải hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ. Phải hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm. Thằng giặc Mỹ không sợ, đi sợ con rắn nước. Cái
Đờn hay vậy, sau đó lấy của dân công. Chồng đờn vợ ca, có mùi hơn không? Có mùi hơn không? Tôi cũng định đi tìm của dân công đây. Sao không đi tìm mà còn nằm đây? Đi đi, đi đi. Chà, đó, má mày đuổi tao rồi đó. Nếu lấy coi dân công thì giờ này làm gì có cục cưng này. Có cục cưng này. Viên con, viên con. Đây, bắt được coi dân công đây rồi. Dân công đâu đây, lãng hòm à. Nè, lớn lên đừng có giống thằng cha mày nghe. Khó thương lắm nè. Khó thương thì chàng ra. Chàng ra. Đó, cha mày đuổi tao, để tao đi. Cha con mày ở với nhau nghe. Cha con mình ở với nhau hen. Nè nè nè, xích đu lơ, chờ đu mộng. Cây tầm phộng, cây mía lao. Cây nào cao, cây nào thấp. Quýnh dấp, cu hòn. Con chạy, mẹ dạy, con u. Xích đu lơ, chờ đu mộng. Cây tầm phộng, cây... Con em quên. Đu lơ chờ đu mộng, cây nở bông, cây mía lao, cây nở cao, cây nở thấp, huynh dấp cù hòn con chạy. Mệt quá rồi, mẹ lợi má mà đi mẹ. Mình nhỏ tóc ngứa cho tôi đi mình. Ghét gì? Mà anh em ở trạm người ta cho. May quá. Nước cao quá. Cái hầm nước cũng ngập hết trơn rồi. Cơm tâm lên nhà lần nữa nghe mình. Của con nè. Mẹ cha nó ngủ ngon quá. Làm gì sớm dữ vậy cả. Nó bắn nắm lá, chỗ chiếc xuồng hôm trước. Nhận xuồng đi mình. Cho con vào bao ni lông đi. Come on.
đi mình.
Đọc ở đầu lâu trên. Đồng chí hướng dẫn đoàn trở về vị trí tập kết băng kỳ. Tôi đánh lạc hướng chúng nó, sẽ trở về sau. Chặn đứng chúng nó, không để chúng sót về hướng đông bắc. Được mục tiêu tiếp tục cho mặt trận vào hướng đông, hướng đông mặt trận mọc càng gần gáy. Tôi cho đổ quân, tôi cho đổ quân. Alo alo, lên quan sát. Báo cáo đồng chí, ba đồn có thể bị chúng bao vây.
Trạm, cảm ơn em. Có chuyện gì không sao? Việc gì vậy? Sao? Nói sao? Anh đánh cháu. Ôi trời ơi, vậy mà tao tưởng nó làm sao. Đưa nhỏ này cho ta. Sao đánh? Thằng nhỏ té xuống nước. Cha mày nó cọc quá. Bay đi nó hay không? Dạ không. Chà. Bắt ba. Bắt ba ơi, bắt ba. Cái gì đó? Là khách hồi hôm bị trực thăng. Bị trực thăng à? Rồi sao? Dạ. Có một ông khách bơi xuồng trở lại. Ông nói là... Ông nói sao? Nói mau nghe coi. Dạ. Có một chiếc xuồng bị mất tích. Bị mất tích à? Mà xuồng đó chở bao nhiêu người? Dạ. Ông khách không biết rõ. Mà con thì con cũng không biết nữa. Mình đây. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Vậy con gặp nó biểu nó lên tàu một chút. Hai dạ. Mẹ con đi cẩn thận nha. Vũ ơi, Vũ à, Vũ ơi, về mạnh giỏi nha con. Chào các đồng chí. Mình ơi. Ba kìa. Mình ơi.
Cái gì đó mình? Máy bay nó quần ngay đám ruộng của mình. Nó phát hiện được rồi. Mẹ cha nó. Tối nay phải gạt thôi. Chú mày đây rồi. Sợ kỳ lạ, nó muốn mổ chiếc trực thăng của chúng ta phải không? Điều đó phải hỏi các nhà sinh vật học. Cho qua, chúng quý đã phát hiện được sự sống. Những con người trồng ra cây lúa này không ai lạ. Chính kẻ trồng ra cây lúa này là người đưa quân qua những con đường mòn này. Phải giết cho kỳ được. Một con người không làm nên chuyện gì, hắn còn tồn tại là ý chí của ta thua bằng mọi cách và mọi giá.
Con, coi kìa. Đó, thấy không? Ba cho con. Cái mặt này, ba sẽ đổi cho con một bộ quần áo. Cho má con một cục xà bông thơm. Còn cái này, ba sẽ làm cho con cái trống. Đánh tung tung chơi nha. Nó theo con đường tao đi mình à. Đồ đuôi. Nè, mình ở đây với con nha. Mẹ cha cái thằng đa cô ta làm con tôi giật mình. Nín nín đi con, để ma đánh nó nghe con. Các bạn hãy trở về với chính nghĩa quốc gia. Các bạn sẽ được trọng dụng và tiếp tại tử tế. Nếu chần chờ, các bạn sẽ bị lực lượng và hỏa lực hùng mạnh của Hoa Kỳ tàn sát thảm khốc. Dù thế sáng kìa. Của con nè. Ừ.
Sao bây giờ mới tới? Có gì lạ không? Một cánh cuồng lớn lắm. Anh ra mà xem. Vậy hả? Ở đâu về vậy? Từ rồi mới xuống bổ sung cho đồng bằng mình. Hay quá. Đâu hết rồi? Giờ này cũng chưa tới sao? Sợ ló lưng em cho tạt vô rừng tràm hết trơn à. Đi em giao cho đi chậm thải nhựa phía trái trung đoàn bộ. Các đồng chí lưu ý chuyện phái lửa để còn máy bay nữa. Trung đội tính sát theo tôi làm nhiệm vụ. Thưa các đồng chí, đây không phải là trạm nghỉ quân nên chúng tôi không chuẩn bị, không có hầm, cũng không có bếp nấu ăn. Đồng chí cho biết đặc điểm ở đây có điều gì cần dặn dò? Dạ, đây là vùng tự do quanh tạc, địa hình bất lợi, chung quanh toàn là đồng trống. Dạ, cho nên chống giặc bằng thế bất ngờ, trú quân không để sôi tim, cần nhất là giữ gìn khói lửa. Chết rồi. Khói. Các đồng chí. Trời ơi, khói như vậy là chết rồi. Các đồng chí à, khói. Có lửa thì phải có khói chứ sao. Biết vậy, nhưng mà đánh Mỹ có lửa không có khói mới thắng. Thằng này là lính, đừng có dạy khôn. Trời ơi, khói. Anh làm gì mà hét la to chứ? Các đồng chí chú ý khói cho. Các đồng chí coi cây nào có khói thì leo lên rung cho nó tan ra. Mình ơi, trận này to lắm cả mình. Sao? Bộ đội về đông lắm. Hèn chi mình về trễ quá. Không, chưa đi, mấy anh còn ngoài giặc tràm á. Nhưng mà khói dữ quá, la không xiết. Lâu thôi nó ném bom bi chết hết. Phải nhắc mấy ảnh chứ. Sao không nhắc? Nhắc mấy anh còn cự lại nữa. Tánh mình ngọt ngào, mình ra mình nói giùm mấy ảnh. Với lại còn có súng bự bự vậy nè. Để nhỏ tôi coi cho. Trong trận này chắc con mình về chợ chơi nha con. Chào mấy anh. Chào chị. Dạ.
anh nhớ giữ khói, máy bay ở đây nó tinh lắm đó. Ông bà mình nói lòng người thì phải chặt, nhưng lòng bếp phải rộng mấy anh à. Chị là giáo liên ở trạm hả? Dạ phải. Chị có biết cái anh giáo liên to to con không? Dạ anh ấy ở cùng trạm với tôi. Giáo liên phải ngọt ngào như chị vậy. Còn anh kia anh hét la như ông tướng. Anh ấy hiền lắm, tại anh sốt ruột cho mấy anh thôi. Hình như trực thăng bắn chỗ anh em mình. Nó bắn vô dơ đó mà. Nó mà phát hiện được nó ném bom bi chứ không có bắn như vậy đâu. Biết như vậy, nhưng anh em mình ở đặc lắm. Ra ngoài xem anh em có gì không. Chú uống tạm chén nước. Ở lại mau mạnh nha. Em về nghe anh chị. Dạ. Nhà chị đây. Dạ. Lỗi, hồi sáng tôi không phải với anh. Ở đây đồng trống, máy bay nó phát hiện từ xa lắm. Vài hôm tôi khỏe, anh đưa tôi theo đơn vị nghe anh. Anh ở đây thiệt lành mới đi được đó. Thank you.
chi? Này, một chầu khánh ly tao đưa cho mày cái này. Cái gì mới được chứ? Mày hứa đi. Sinh nhật của con mày. Tôi đã thấy chỗ của nó từ hôm qua. Lần này nó không thoát nổi tay tôi đâu. Cảm ơn. Chắc chắn tôi sẽ nhận được giấy phép.
Có lẽ nó phát hiện được vợ chồng thằng Ba Đôn. Tiếp nó tụi bay. Mau, mau lên. Không còn con đường nào khác. Các bạn hãy buông súng đầu hàng. Thank you.